Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một cây đàn rất là ngon và rất là rẻ luôn mọi người. Đây, một cây holo da băng nha mọi người. Nói da băng vậy thôi nhưng mà cây đàn này là nó được sản xuất tại Hàn Quốc nha mọi người. Được, nói chung là nhà máy của nó đặt ở Hàn Quốc để đóng hàng, để sản xuất, để lắp ghép lại, sau đó là xuất khẩu sang Nhật Bản và bán ở thị trường Nhật Bản ha. Đây là một cây van tẹt mọi người. Van tẹt chứ không phải là viên tẹt ha. Van mọi người. Đó, thì cây thương hiệu này thì mọi người có thể check trên Google ha, nó có rất là nhiều thông tin. Và cây này thì được sản xuất vào năm 1995 nha mọi người. Đó. Cây này được sản xuất năm 1995 và hiện trạng đàn rất là đẹp. Một cây có tuổi đời rất là cao ha. Nhưng mà hiện trạng còn rất là đẹp nha mọi người. Đấy, ngon. Dã man. Một pha là gọi là giữ gìn đàn rất là ghê mọi người. Cây này mọi người có thể mua về chơi, tập luyện, đánh nhạc, làm show gì đó hoặc là sưu tầm luôn mọi người. Thì mọi người nhìn cái bộ boss của nó nè. Khá là to mọi người. Đó, nhìn thấy chiếc áp nó rất là lớn mọi người. Và hai cái backup nguyên zin của đàn nha. Cái backup dưới này là backup MMK gì đó mọi người. Em nãy em có lấy ra em xem ha. Thì dàn phím còn rất là tinh tươm mọi người. Đó. Và điều đặc biệt của cái đàn này là sử dụng bộ hardware made in Japan nha mọi người. Một cây đàn được đóng tại Hàn Quốc nhưng mà bộ hardware là của Nhật nha. Bộ khóa là bộ khóa Nhật nè mọi người. Bộ khóa made in Japan, bộ khóa cực kỳ xịn luôn. Bộ khóa rất là xịn nha. Đó. Hai con ngựa dưới cũng là made in Japan luôn nha mọi người. Đó, hai con ngựa này nè. Made in Japan luôn ha. Và đây là một cây semi holo mọi người. Thì cái dáng này em thấy người ta tìm, hiện tại đang tìm để chơi rất là nhiều mọi người. Và em đang có một cây này giá khá là rẻ ha. Cây này em bán với mức giá chỉ có 6 triệu rưỡi nha mọi người. 6 triệu rưỡi cho một cây đàn van tẹt ha, rất là mới đẹp luôn mọi người, hầu như là không có bị chóc sơn hay là nứt vỡ gì luôn á ha. Và cây đàn này nó có thêm một cái điều đặc biệt nữa mọi người, là nó kèm khay mọi người ha. Nó không có bao nhưng mà nó có khay cứng. Đây, còn đây là cái đồ đậy chống chày mọi người, cái bích gai á, bích gai chống chày ha. Rồi, đây là khay đàn. Đó. Khay nguyên zin của nó luôn nha mọi người. Đó, nguyên cái hộp cứng nha. Nguyên cái hộp cứng đi theo đàn nha mọi người, chứ nó không có bao ha. Cái này thì nó có hộp cứng quá xịn. Rồi. Đó, cây này thì em hiện tại chỉ có một cây thôi mọi người. Thì ai nhanh tay thì có thể sở hữu trước cây vintage này ha. Và đẹp chứ. Sao của nó âm thanh của nó rất là hay. Thì con này phù hợp cho mọi người chơi nhạc blues, da đồ các kiểu ha. Chung thì chơi nhạc gì cũng được mọi người ha. Cấu hình của nó là hai chiếc không bích cơ nè. Tối ưu nhất thì mua về mình tập blues, da đồ các kiểu ha mọi người. Rất là đẹp nha. Cây đàn màu xanh bếch rất là đẹp luôn. Rồi, cây này thì em bán với mức giá là 6 triệu rưỡi nha. Mọi người có ưng cây này và muốn sở hữu cây này thì nhắn tin cho em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em để mình có thể giao dịch ha. Và về hình thức giao dịch thì mọi người đặt cọc trước giúp em 500.000, sau đó em sẽ ship đàn và mọi người nhận hàng kiểm tra, thanh toán số tiền còn lại cho shipper giúp em ha. Rồi, shop em thì nằm ở quận Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Rồi, sau đây em mời mọi người nghe thử chất âm của cây van tẹt semi holo này nha. Xịn lắm mọi người, cây này rất là xịn, âm cũng rất là hay luôn á. Thank you.
Thank you.